Chào mừng các mẹ tiếp tục đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Và hiện tại thì ngoài Bắc đang rất là lạnh, thời tiết rất là lạnh. Và hôm nay thì mình quyết định vào bếp là nấu một món, đó là cá rô phi rán cà sốt cà chua. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các mẹ nấu món này rất đơn giản và cực kỳ nhanh chóng, mà chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều thời gian. Trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: nước mắm, bột canh, hạt tiêu và cà chua, hành và rau thanh hao, cùng với một con cá rô. Con cá rô này mình mua khoảng 1 cân với giá là 40.000 một cân. Và chúng ta sẽ cần phải đun dầu già lên. Sau khi dầu đã nóng rồi thì chúng ta bắt đầu cho cá rô đã rửa sạch. Và các mẹ nhớ là lên khía 1-2 đường ở trên lưng cá, để cho cá khi chúng ta rán thì cá có thể chín nước vào trong, để tránh trường hợp là bị sống. Đấy. Và chúng ta sẽ rán vàng lên, lật đều hai mặt. Khi chúng ta thời lượng để nấu chín con cá này thì chắc khoảng tầm 15 phút, 15 đến 20 phút thì mới xong cái món cá này. Tại vì chúng ta cần phải cho nhỏ nữa để cá kịp chín từ đều từ bên trong bên ngoài. Và chúng ta sau khi mà cá đã chín, chúng ta sẽ vớt cá ra, sau đó thì cho một chút dầu rồi phi thơm hành khô lên. Mùi hành cực kỳ thơm và hấp dẫn các mẹ ạ. Và sau khi mà hành đã ngả vàng và có mùi thơm thơm ấy, thì chúng ta sẽ đổ cà chua vào. Đổ cà chua vào và dầm nát. Đến khi cà chua nát rồi thì chúng ta sẽ có thể là cho thêm một chút nước bột canh mì chính. Và luôn từ vào cái công đoạn sốt cà chua này, chúng ta sẽ cho nước mắm và công đoạn sốt cà chua này luôn, bột canh và hạt tiêu. Và chúng ta có thể đổ thêm một chút nước nữa, sắp sắp để, tại vì khi chúng ta đun lửa lên như thế này thì nó sẽ làm cho nước sốt cà chua của chúng ta bị cạn mất, cho nên là chúng ta cần phải cho nước vào. Thank you.
Và cảm ơn các bạn đã đón xem video của Chăm sóc mẹ và trẻ em. Các mẹ nhớ đăng ký kênh để đón xem video mới mỗi ngày về nấu ăn, về sức khỏe cũng như là về sự phát triển của thai nhi và dinh dưỡng cho bà bầu. Cảm ơn các mẹ đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những video tiếp theo của Chăm sóc mẹ và trẻ em nhé.